Có mẹ đi làm như qua rất là rồi, đi đâu đi? Lâu nay có thấy về đâu? Đi xem đã, con thấy không? Thế là đi đâu chơi trốn lưỡi. Trốn lưỡi lưỡi đi đâu đi rồi? Xem đã, bọn nó đi đâu làm hương đã. Làm lâu này chưa về đâu. Chơi là qua giờ không về, đi xem đã. Không thấy đâu. Đứng đứng ngay chỗ kia, đứng đứng không cào nương đâu. Sao rồi, người à? Chưa xong, con chưa về rồi đâu. Qua giờ rồi, cho mẹ con chị con. Ở nhà không ấy, ở lên đây làm cái gì? Lên đây xem bỏ con cào nương, con nên không đấy. Làm việc con nên, việc không nên. Làm việc là làm thế nào nữa? Chỗ này đứng đứng chỗ kia, đứng đứng còn không cào nương. Thế này mẹ không nên đâu, không được đâu. Ôi dồi, làm thế này ai làm được nhanh ạ? Cả năm cả mấy tháng trời cũng không được, làm lười thôi, không được đâu, làm như không lên đâu, không được lương đâu, làm như làm sao làm việc có bây giờ làm 2-3 năm còn chưa được cái lương này đâu. Làm thế này làm thế nào nữa? Ta làm nhanh lại nhầm làm chậm chát này làm việc cái gì ạ? Thế mày bảo làm nhanh, thế mày để con ra đến giờ này nhà mình vẫn nghèo đấy ạ, hết đủ ăn đủ mặc đâu. Mẹ để con nhiều lắm, hàng 8 đứa con mẹ nuôi mình mẹ nuôi không đủ, không mẹ làm được đủ ăn các con ăn thôi, không làm được giàu. Thế mẹ vào làm nhanh, mẹ về đấy làm thế nào, có làm được nhanh không? Mẹ già rồi, mẹ không làm được đâu. Thế không làm được mẹ nói làm gì? Mẹ cứ nói thế thôi, mẹ nói cho các con làm nhanh mới được ăn. Làm chủ này làm không được đủ ăn đâu. Hai vợ chồng phải chia nhau làm nhanh chứ. Làm thế làm chấm chát, cái này sao làm được có ăn nọ. Làm 1 năm, cuối năm cũng chưa xong. Làm 1-2 ngày nó khác xong. Tuy nhiên mày bảo làm nhanh, con chả làm được nhanh rồi. Được rồi. Nhanh một tí không làm, làm chấm chát, làm không được rồi, này mới không được ăn. Làm cái này làm thế nào nữa? Cho bà con cả ngày làm không được ăn được cái gì? Bao giờ làm dài chấm luôn, không làm nhanh một tí nào. Không nhanh một tí làm nhanh một tí mới nói được nhanh chứ. Làm thế này làm thế nào nữa? Không chấm thế này sao làm được họ? Đây, mày rồi mày làm thế nào? Cuộn cuộn cái này ra này đã. Cuộn cuộn cái này này. Làm không biết làm gì mới không được đâu. Phải làm như thế này cũng bảo là cuốc nhanh. Bà già này về nghiếu thì khó đấy. Không biết làm gì à? Bực thật. Không biết là xem nó. Không phải mẹ của tôi mày thì hôm nay mà được no đòn rồi. Mày không biết làm. Bà đây, nhìn cuốc một lỗ nửa bụi như thế này cũng bảo là nhanh. Bực thật. Lấy về cho con nào. Mày làm một tí thôi, xem cho các con xem thôi. Thôi, cuốc thế này thôi. Sao có con cả ngày mệt quá. Xong không có cái gì uống. Đi tìm rượu đi. Để tìm rượu cho bà uống đây. Bà không có cái gì uống. Xem con cả ngày này đây. Không có cái gì uống đâu. Cái này khát quá, không có cái gì uống. Qua mồm. Phải đưa một tí rượu qua mồm, phải mấy rượu làm. Đi về, đi nhanh. Không làm cái gì cả ngày này ô. Qua giờ trưa rồi. Không biết về nhà nữa cơ. Ở đây làm cái gì này ạ? Bà cứ đứng ở đây xem đó. Làm cái gì? Bà suốt ngày nhìn rượu thôi. Không làm cái gì đâu. Suốt ngày đòi rượu cho bà
cõng cháu ở ra mồ hôi hết này. Không được đâu, mệt quá. Để chuyển diều cho bà uống đây. Không nữa, cuốc sáng này được rồi. Sáng này qua giờ cuốc rồi. Giờ chẳng mấy giờ rồi, 3 giờ rồi. Sáng này đòi chỉ uống rồi bà ấy. Cả ngày thế này có con mệt quá, đi về. Đi về nhanh, cho cuốc cho mẹ nhanh. Không lấy cuốc nữa, không cuốc nữa, cho mẹ. Xem ô, mẹ đánh chết ô. Xem ô. Hai người cho đi về hết đi, bà đánh chết. Ở đây làm cuốc à? Cuốc cái gì, cuốc cả ngày à? Cuốc không được à? Bà mẹ của anh nhìn nhiều ác lắm. Làm việc không làm việc đâu, nhưng mà toàn chửi mắng người thôi. Rồi, về nhà rồi. Bà suốt ngày đi đuổi. Tìm rượu uống. Nhiên. Nhà mình có cái bài thuốc Nam gia truyền đấy. À, cai rượu. Mẹ thì suốt ngày uống rượu say. Chửi mắng hai vợ chồng mình lung tung. Đâu không vào đâu. Thì mình đi lấy cái thuốc về. Mình lấy về mình ngâm vào rượu, mình đùa mày vào là thuốc bổ nhá, mày phải uống nhá. Đừng có bảo là thuốc cai rượu nhá. Bảo là thuốc bổ ấy, xong là mình bảo bà cứ uống đi, bà yếu, bà không ăn được cơm ở đấy nhá. Con ăn xong con ở nhà với bà nhá. Đấy. Bà uống rượu nhờ bà yếu, bố đi lấy ít thuốc bổ về ngâm rượu cho bà uống, bà ăn cơm rồi nhá. Bà uống rượu nhờ bà ốm, bà yếu rồi, không ăn được cơm nhá. Đi ốc, hai mẹ vợ chồng mình đi lấy thuốc đi. Mẹ em đi cho bà đi. Đấy. Bà uống rượu nhiều quá, bà không ăn cơm được rồi. Con đi lấy ít thuốc bổ về ngâm rượu cho bà uống để bà ăn cơm khỏe. Ở nhà xem cháu tốt nhá, đừng con đi tìm rượu uống nhá. Tí con về một tí, không thì một tí bà đi tìm một đi tìm thuốc phải lâu đấy, không phải nhanh được đâu. Mấy phát tìm ở đâu có thì lấy à, xong là mày à này. Có mùi ăn đi. Đấy, đến nước của mình rồi. Giới thiệu cho mọi người bài thuốc dại rượu nhá. Những người nào hay uống rượu bia nhiều, nghiện nhiều bia nhá. Đây chính là cái cây trong này, chính là cái cây này ở trong nương của em này. Đấy. Cây này gọi là cây mật tang nhá. Đấy. Ai mà nghiện rượu lấy luôn cái cây này để uống bỏ dứt rượu bia nhá. Đây mọi người ơi, cái lá nó đây. Bây giờ tôi sẽ đến gần quay cho mọi người xem nhé. Đây nhá mọi người nhá. Em chỉ cho mọi người cái cây mật tang đây nhá. Đây, cái lá nó đây nhá. Đấy, đây. Những cái lá của cây mật tang đây nhá. Từ tháng 4, tháng 5 là có quả đấy nhá. Đây bây giờ em chặt lấy cái cành nó này. Và lấy vỏ nó để về nhà ngâm rượu nhá. Những bác nào nghiện rượu ấy, hãy xem luôn video này và áp dụng cho em nhé. Mình uống vào, mình ngâm rượu, mình uống vào tầm khoảng 1 đến 2 tuần là chúng ta ngửi đến mùi rượu là buồn nôn này, không uống được rượu này. Đấy, ngáy rượu này. Đấy. Đây rồi, em chỉ lấy cành nhỏ đây, vậy là lấy cái vỏ này này. Cái thân vỏ nhá.
cái cây mật tang này là đặc biệt là cái quả của nó này. Đấy, đặc biệt là cái quả của nó này là chúng ta lấy về làm gia vị cũng được nhá. Nhất là thời xưa bậc các cụ của nhà em là hay lấy về giá ớt này ăn này, rất ngon nhá. Đấy, có vị hơi cay cay thơm thơm nhá. Cái lá của cây tang mật này là chứa cái bệnh sởi nhá, rất tốt nhá. Cái bệnh sởi nó hay nổi hạt đấy. Chúng ta lấy cái lá của cây mật tang này, chúng ta đem về giá nhỏ vào, giá nát ra là chúng ta lấy về giá vầy bôi. Vầy bôi cái những cái hột sợi nhá. Đấy. Bôi đến đâu là khoảng một ngày sau là nó đen hết luôn cái hạt sởi ấy, cái hạt cái bỏng sởi nhá, nó sẽ đen luôn. Lấy chanh về lấy vỏ về ngâm rượu để cho mẹ nhà em bỏ được rượu nhá. Thân của nó và cái cành của nó chúng ta lấy về ngâm rượu. Những bác nào hơi nghiện rượu lấy luôn cái này về ngâm với rượu uống nhá. Uống sau một tuần là chúng ta ngửi thấy mùi rượu là chúng ta cảm thấy ngáy này, không thèm rượu này, buồn nôn đấy, chúng ta đã phải tránh xa được cái tình trạng nghiện rượu rồi nhá. Cái này trong vườn nhà em rút qua rồi, bóc hơi khó tí mọi người ạ. Gần đấy anh để ra thấy lấy cả vỏ cả cây như thế thôi em ạ, về thôi. Về đến nhà rồi, mệt quá. Cái bài thuốc cai rượu này sau khi mình lấy về đến nhà mình cào vỏ sạch sẽ rồi mình băm phơi, sau khi phơi khô rồi chúng ta cho vào lọ, chúng ta ngâm ra rượu là chúng ta uống luôn nhá, không cần phải đợi lâu.
Này em bắt đầu ngâm cái bài thuốc cái rượu của nhà em nhá. Cho mẹ em uống. Mẹ em nghiền rượu quá, toàn chửi mắng lung tung ta. Đấy, em phơi khô rồi này. Em phơi khô rồi, em bắt đầu ngâm cho mẹ em uống. Mẹ em toàn uống rượu và toàn chửi người. Bây giờ em ngâm cái thuốc này để cai rượu cho mẹ nhá. Bây giờ em sẽ ngâm cái ba chai rượu vào cái bình này để cho mẹ em uống để đỡ phải thèm rượu nữa. Đấy, nghiền quá đi, mình uống cho nó ngấy rượu, bỏ rượu hẳn nhá. Những bác nào nghiện rượu xem này nhá. Đấy, cái cây này là cây mật tang nhá. Cái này là bài thuốc bỏ rượu bia của nhà em. Em ngâm mấy ba chai rượu này. Đấy. Ngâm vào ra thuốc là uống luôn. Uống trong vòng 1 tuần là mình thấy ngấy rượu bia này. Ngửi đến mùi rượu bia buồn nôn ấy, mình không thèm uống nữa. Đấy. Đây, bây giờ em bắt đầu đổ vào. Cái bài thuốc này là em đã phơi khô hoàn toàn rồi nhá. Em mới đổ vào nó đã ra thuốc rồi nhá. Hơi vàng vàng nhá. Cái thuốc này nó có màu vàng vàng nhá. Đấy. Mình ngâm ra thuốc là mình uống được. Bây giờ em mang đi cất. Đấy, đã được một bịch rượu ngâm thuốc nhá. Nhiều ô không con lên. Có. Giờ con ngâm thuốc bổ cho bà kia bên kia kìa. Ngồi đây con đi lấy cho. Bà không ăn được cơm đấy. Ê, bà miệng nhảy quá không ăn được cơm. Đấy, con bây giờ ngâm cái thuốc bổ này cho bà uống nhá. Để bà ăn cơm khỏe. Cũng các con xin nhiều một tí rượu về, cũng nhiều rượu rồi. Qua con đi lấy về ngâm thuốc bổ cho bà, không bà uống rượu nhiều quá hại sức khỏe. Đấy. Đấy, cho bà uống một bát thôi, thuốc bổ này là mình uống ít thôi. Vâng. Nói nên thuốc cái này để đây, bữa sau uống tiếp. Cứ để đi. Đây, bà uống bằng này thôi. Cho bà uống, bà uống đấy bà không uống. Không, bà không có rượu, bà mồm nhạt ăn được cơm. Cái mồm quá. Có rượu rồi, hôm nay các con ăn tiền lấy rượu về cho bà rồi. Ô bà uống rượu ạ.
Vâng. Ăn hết rồi nha. Ừ, ăn hết cây. Ây dù. Uống hết nửa lúc bảy lại, thế xưa gì rồi. Uống gì trước này. Uống xong ăn cơm nhá. Uống gì thuốc xây nhanh lắm. Đây. Sao hạt nhiều này. Xây nhiều quá. Rồi, đúng rồi, uống rượu thôi. Thế là lắm rồi. Đón mâm nè em. Ở cái mâm này. Đón mâm đi. Một tuần sau. Bà không uống gì nữa bằng ấy ôi bà. Hôm nhỏ kia bà uống cái gì thuốc vào. Không có gì sau đó hôm nay con uống cái gì nào luôn. Ăn cơm á. Bây giờ ăn cơm thấy ngon rồi. Không chân gì như hôm nhỏ nữa. Nếu mà bà cần nhiều dừa kia nhé, nhiều thuốc bổ của bà kia nhá. Bà phải lớp của nhá. Bà mấy dừa uống cái dược thuốc kia mấy lắm. Uống nhiều không biết là có uống rồi. Ăn cơm thôi. Ăn cơm không phải là đây. Con đã có chữ thuốc xem cháu. Không, các con làm miệng không có thuốc xem cháu không? Đấy, tại hôm nọ bà nghiền nhiều quá, con đua bà ấy, bảo thuốc bổ ấy. Con lấy cái thuốc ca rượu cho bà uống thôi, bây giờ bà ngáy rượu rồi phải không? Bà có uống rồi đó, giờ bà ăn cơm thôi. Không uống được rượu nhá. Bây giờ người thấy mùi rượu như thế nào bà? Không ngáy rồi. Không ngáy không ngửi rượu, không uống rượu. Hôm giờ lúc nào con đi tìm rượu uống say về chửi các con, chửi lung tung các con không chịu được không? Các con mày đi lấy cái thuốc cai rượu đùa mẹ bảo là thuốc bổ cho mẹ uống đó. Mẹ cũng phải uống các con cai rượu cho mẹ. Đấy, con bảo cai rượu nó khỏe chưa ạ? Ăn được cơm chưa? Ăn rồi, ăn cơm ngon rồi. Ăn được cơm rồi. Không có thế nào nữa, không như hôm nọ thấy mày nhìn nhanh nhạc, nó uống rượu. Bây giờ người thấy mùi rượu, không chịu rượu. Người thấy mùi rượu sắp buồn nôn đấy, hôm nay đấy. Không nghỉ rượu. Đấy, ăn cơm phải vào ấy, có sức sớm cháu để các con đi kiếm tiền, đi làm việc mới được. Hôm ngày ngày uống rượu say là nhìn rượu như lần nọ là các con chưa kịp đi làm việc, đã đến tận chỗ chửi các con rồi, chửi này chửi nọ các con. Mấy cái bài thuốc này bố còn bảo con đấy, có được cái điều này giúp các con xem con cháu đấy làm việc nhà hổ các con mới có ăn có mặc ấy. Không thì ngày ngày nhìn rượu là các con này làm việc này cứ chỉ các con lung tung là không có ăn đâu, không làm được cái gì ăn đâu. Chứ mẹ đói quá mẹ thấy nghiền rượu không chỉ rượu mẹ phải gọi uống chứ. Bây giờ gọi là được rồi. Mà con no rồi, ăn nữa.